Năm thanh kiếm huyền thoại lừng danh bậc nhất trung địa. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của nhân loại, kiếm luôn được mệnh danh là vua của các loại binh khí, kiếm được coi là vũ khí hữu hiệu trong các cuộc chiến tranh và là biểu tượng cho quyền lực của các vị tướng. Chính vì thế, mà đồng hành cùng các anh hùng huyền thoại hay những bậc quân vương, đa phần đều là kiếm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu top 5 thanh kiếm huyền thoại lừng danh bậc nhất trung địa. Thanh kiếm Nasin, đây là thanh kiếm có sức mạnh phép thuật. Nasin được biết đến với những sức mạnh đáng kinh ngạc Đặc biệt là nó có khả năng chém đứt được da thịt của chúa tể bóng tối sau Jun. Ngoài ra sức mạnh của thanh kiếm, mạnh đến mức có thể chém đứt được bất kỳ một loại vật chất nào tại trung địa. Về nguồn gốc là thanh kiếm thuộc sở hữu của Maloth, rồi ông đã chuyển lại nó cho Enzuth, người mà về sau trở thành vị vua đầu tiên của numenor. Tuy nhiên, nó thường được biết đến và sử dụng bởi đức vua Erlendin trong cuộc chiến giữa liên minh cuối cùng giữa tộc tiên elves liên quân với tộc người để chiến đấu chống lại quân đội mô đo của Sauron vào cuối thời đại thứ hai của thế giới. Thanh kiếm Na xin được rèn ở thời đại thứ nhất bởi thợ rèn nổi tiếng nhất của xứ No giúp tên là Tenchan. Thanh kiếm còn được cho là ra đời cùng với chiếc dao găm an Zip, vật mà Bezen đã từng dùng để cắt rơi một viên sin Majin ra khỏi vương miện của Meko. Tên gọi của thanh kiếm xuất phát từ ngôn ngữ của người Elvet, bao gồm sự kết hợp giữa từ ana, nghĩa là mặt trời, và từ Y xin có nghĩa là mặt trăng. Chủ nhân nổi tiếng nhất của Nasin là Đức vua Erlendin. Trong trận chiến cuối cùng liên minh giữa tộc người và tộc tiên Elves với phe Mordor, Nasin đã bị gãy trong lúc Erlendin và Zingala chiến đấu với Sauron. Mặc dù cả hai đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng họ vẫn bị Sauron giết chết trong cuộc chiến này. Tưởng như liên quân tộc người và tộc tiên Elves đã thất bại, thì Isidut, con trai của Erlendin, đã cầm lưỡi kiếm gãy Nasin và tận dụng sự chủ quan của Sauron để chém rời chiếc nhẫn chủ ra khỏi tay của hắn mất đi sức mạnh, quân đội Mordor và Sauron đã bị đánh bại. Isidus sau đó đã mang những mảnh gãy của Narsin để quay trở về Gondor, nhưng không lâu sau đó, Isidus bị phục kích và bị giết tại cánh đồng Gladun. Các mảnh gãy được thu gom và bảo toàn bởi một cận vệ của Isidus. Anh ta đã mang chúng tới Inladerlis, nơi mà chúng được truyền lại cho Valandin, con trai của Isidus. Những mảnh gãy của Narsin đã được truyền lại như là một bảo vật hoàng gia của các đời vua của Anoth. Những mảnh gãy của Nasin đã được rèn lại bởi người Elveg, sau này nó được Aragorn sử dụng trong suốt hành trình để thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy chiếc nhẫn chủ và trong cả cuộc nhẫn chiến. Thanh kiếm Glamdring, đây là thanh kiếm mà Gandalf đã sử dụng trong suốt thời kỳ nhẫn chiến của thời đại thứ ba, nhưng nguồn gốc ra đời của nó lại từ thời đại đầu tiên. Thanh kiếm còn được gọi với một cái tên sát thủ hơn, đó là Bộ đôi kẻ thù. Glamdring là một thanh trường kiếm, phần thân kiếm dài và rất thẳng, thân kiếm có màu trắng còn phần mai kiếm lại có màu vàng ở trên có khắc những chữ cổ của người elvest vờ lem dinh từng là một thanh bảo kiếm được rèn cho đức vua tuvon của vương quốc Linh trong thời đại thứ nhất ai là người rèn ra nó thì không được tôn kiên nhắc tới tuy nhiên tại Linh, lúc đó có một gia tộc lớn là gia tộc bố thần bao gồm rất nhiều chiến binh và thợ rèn tài ba nhiều khả năng thanh vờ dinh là một báu vật do gia tộc bố thần làm ra khi còn nằm trong tay của vua Tugon, thanh vờ Lem chỉ có đúng hai lần được sử dụng để chiến đấu. Lần thứ nhất là tại trận chiến của vô vàn nước mắt và lần thứ hai là tại trận chiến ở Gondor. Trong trận chiến ở Gondolin, đức vua Tugon bị giết chết. Cùng với sự sụp đổ của vương quốc Gondolin, thanh vờ Lem cũng bị thất lạc từ đó. Sau hơn 6.000 năm bị thất lạc, thanh vờ Lem bất ngờ được Gandalf tìm thấy trong một hang chôn, Cùng với thanh oxit và thanh sơ tinh, Gandalf dùng vờ Lem trong khi để thanh oxit nhường lại cho Thorin và Thanh Sơ Tinh nhường lại cho Binbo. Gandalf sử dụng dinh trong suốt các cuộc chiến của chúa tể những chiếc nhẫn và đến cuối cùng, sau khi đánh bại được Sauron, thì thanh kiếm này trở thành một vật báu của Gondor và được cất giữ tại kho tàng ở Minas Tirith. Lưỡi kiếm Mogul, hay còn gọi là lưỡi dao Mogul, là một con dao găm tà thuật và có độc tính cực mạnh. Nó được sử dụng bởi ma nhẫn ở trung địa vào kỷ thứ ba sau khi nó tấn công vào da thịt của nạn nhân, lưỡi dao vỡ ra, thành các mảnh nhỏ bên trong da thịt của nạn nhân, các mảnh vỡ di chuyển trong cơ thể để tìm tới trái tim của họ. Nếu các mảnh vỡ nằm bên trong nạn nhân quá lâu, thì họ sẽ biến thành các hồn ma. Một nạn nhân của thanh gươm này là Phở Dô Đo, người bị đâm bởi chính ma nhẫn. Một mảnh của lưỡi dao vẫn nằm trong vết thương của Phờ Dô Đo, vẫn luôn tìm cách tiến tới trái tim của cậu, và cảnh báo về việc biến Phở Dô Đo thành một hồn ma. Trong bộ phim The Hobbit năm 2012, một bóng ma sử dụng thanh gươm Mowul, để tấn công phủ thủy nâu Zadagat, tại Dol Guldut, nhưng phủ thủy nâu đã né được, và giành lấy thanh gươm từ tay bóng ma, rồi đưa nó cho Gandalf. Thanh kiếm Oxit, hay còn gọi là đao chảm quỷ lùn, là vũ khí được sử dụng bởi vua người lùn, Thorin, sau khi lấy được tại hang ổ của lũ trôn. Thorin tuyên bố thanh kiếm Oxit là của mình, trong khi Gandalf cầm lấy thanh kiếm Vlemzing, Thorin mang Oxit trong suốt nhiệm vụ của ezerbo Bọn óc vô Linh gọi nó là Peter, người Elveth của Gondolin đã đặt tên cho nó là Oxid, vì nó đã giết chết vô số kẻ con óc trong các cuộc chiến. Nó được rèn bởi người Elveth của Gondor, điều đó khiến nó không chỉ là một vũ khí đáng giá mà còn là một vũ khí đáng sợ, đặc biệt đối với loài óc và các loài tà ác khác của Trung Địa. Oxid bị tức khỏi Thorin khi ông ta bị bắt giam trong Vương quốc Woodland bởi vua Elveth là thời gian đuôi nó được trả lại cho Thô Zin sau khi ông chết trong trận đại chiến năm đạo quân. Chúng ta biết rằng, trong phim The Hobbit, thời gian đuôi đã đặt óc trên ngôi mộ của Thô Zin, dưới chân ngọn núi Cô Đơn. He -zim là một thanh kiếm cổ, một bảo vật danh dự của hoàng tộc Rohan trong thời đại thứ ba. He -zim là vũ khí thuộc quyền sở hữu của Theo Đường, đức vua đời thứ 18 của Rohan, vua Theo Đường, người lính dũng cảm và nhà lãnh đạo tài ba của vùng đất Rohan. Tuy nhiên, ông đã bị giọng nói của phù thủy Saluman đầu độc tâm trí, khiến ông trở nên mê muội. Sau khi Gandalf giải thoát cho vua theo đường khỏi bùa phép của Saluman, ông nói rằng những ngón tay của nhà vua sẽ sớm tìm lại sức mạnh như trước kia nếu chúng được nắm vào chuôi kiếm của ngài. Vua theo đường tiếp tục lãnh đạo quân đội để hỗ trợ Gondor và chống lại lũ kẻ thù tấn công. Sau khi theo đường chết, Helu Linh được đặt lên ngực nhà vua điều này có thể cho thấy rằng vua theo đường là chủ sở hữu duy nhất của thanh kiếm helloin đừng quên like chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn hãy comment ý kiến của mình bên dưới phần nhận xét cảm ơn các bạn